Xin chào các bạn. Trong video bài học số 3 này, trong cái khóa học thứ nhất, tôi đang giới thiệu với các chị về một số các công cụ marketing online phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Và bài học này thì tôi sẽ nói tiếp về một số công cụ như là email marketing, website và SEO web. Thế thì các anh chị có biết rằng là email marketing cũng là một công cụ mà để các anh chị có thể tiếp cận khách hàng với cái mức chi phí vô cùng rẻ. Thì có những cái cách để sử dụng như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng các email marketing miễn phí. Thí dụ như là các anh chị sử dụng cái email là fananhonline@gmail.com, là email của tôi. Các anh chị gửi thư cho một số những khách hàng mục tiêu, gửi thư cho một số doanh nghiệp. Vì tôi biết là Mobifone cũng có những cái gói dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp. Thí dụ như là mời họ làm tổng đài, ví dụ như là mời họ sử dụng những cái gói cước mà gọi thoại giá rẻ cho những cái đơn vị thương mại điện tử bán hàng telesale kiểu thế. Thế thì chúng ta sử dụng email chúng ta chào cũng là một cái phương thức tốt. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái gói dịch vụ email marketing trả phí. Thế thì gói dịch vụ email marketing trả phí ở đây là gồm những gói gì? Thí dụ như là các bạn có thể search là dịch vụ email marketing vào đây. Tìm nhá. Email marketing service. Thì trên thị trường có rất nhiều những cái dịch vụ như thế này. Brazil rồi thì LinkedIn rồi thì SendinBlue đúng không ạ? Vân vân. Đó. QuickSprout nó giới thiệu về một số những cái dịch vụ tốt nhất. Mailchimp. Đấy. Vân vân đúng không? Rồi thì GetSpawn hoặc là ở Việt Nam thì có giải pháp là BizFly đó. Thế thì khi mà các bạn search cái từ khóa như vậy thì các bạn sẽ ra thấy là có một số những cái dịch vụ email marketing như thế này. Đấy, thí dụ như là đây là SendinBlue hoặc là GetResponse. Đấy. Một cái dịch vụ cũng rất là phổ biến tại Việt Nam, GetResponse hoặc là Mailchimp. Chúng ta sử dụng một dịch vụ thôi. Và thường thì chúng ta sẽ phải trả phí. Cái phí thì nó cũng không cao, nên mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Với một cái gói mà cho khoảng 1.000 liên hệ mỗi tháng thì nó rơi vào đâu đó khoảng $16 một tháng. Vâng. $16 một tháng thì tương ứng với tính ra tiền Việt thì nó khoảng 400 ngàn. Số tiền nó cũng không lớn nhưng mà mọi người phải biết cách dùng đúng không ạ? Thế thì khi mà các bạn gửi email marketing như này thì các bạn phải có kỹ năng gửi. Thứ nhất là có phải thiết kế nội dung email tốt. Đấy. Thứ hai là các bạn cũng sẽ phải cho phép khách hàng là được tải một cái gì đó và chấp nhận cho phép là gửi dạng inbox chứ không phải spam. Hiện nay thì các cái dịch vụ gửi email marketing ấy, nếu mà họ yêu cầu mà chúng ta không để cái tình trạng opt-in hay còn gọi là tình trạng mà cho phép nhận thư thì nó sẽ rơi vào spam, thì sẽ không làm email marketing được các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ gửi email hàng tuần, không nên gửi quá nhiều, nên gửi một tuần một lần thôi, giới thiệu về các dịch vụ hoặc là chăm sóc khách hàng đến ngày sinh nhật của họ, gửi thư rồi gửi phần mềm, gửi quà tặng gì đó. Ở nước ngoài thì họ sử dụng email marketing rất là nhiều, hay là các trang thương mại điện tử hay là những hãng lớn như Mobifone là hoàn toàn phải sử dụng email marketing để chăm sóc khách hàng doanh nghiệp hoặc là chăm sóc khách hàng cá nhân đều được. Thế còn các bạn là những người bán hàng thì có thể sử dụng như vậy để chào hàng hoặc để chăm sóc khách hàng, nhưng các bạn cũng sẽ phải học mua dịch vụ, học cách gửi, học cách để họ đồng ý opt-in đối với email chứ không được out-in. Out-in thì nó sẽ bị rơi vào spam. Bởi vì các dịch vụ email marketing bây giờ nó có cái công cụ lọc spam và nó đo điểm spam. Nếu mà điểm spam cao nó không cho gửi. Đấy. Thế thì mình cũng có cách để thu thập email đúng không ạ? Ví dụ như họ vào web, họ để lại email và họ nhận một cái tài liệu nào đó hoặc nhận một cái món quà nào đó. Sau đó thì chúng ta sẽ gửi email hàng tuần, chúng ta soạn email, chúng ta có những cái chiến lược gửi làm sao mà để nó vào inbox nhiều, thứ hai họ mở nhiều, thứ ba họ click link nhiều và thứ tư họ chuyển đổi thành khách hàng nhiều, và sử dụng email để chăm sóc khách hàng hoặc là sử dụng email để mà chào hàng dạng email trả phí. Thế thì tôi cũng có những cái tài liệu về email marketing rất là sâu, hoặc là tôi có thể hướng dẫn cho các bạn lên trên này đúng không ạ? Các bạn sign up free một cái trong được sử dụng free trong 14 ngày. Đấy, và các bạn nhìn thấy ở đây những cái như này nó gọi là landing page. Thì GetResponse nó cũng cho mình tạo ra landing page để mình lấy data.
Đấy, để mình lấy data. Đấy, sau đó thì mình nhập dữ liệu vào đây, mình tạo, và sau đó thì mình sẽ nâng cấp cái gói lên. Đây là gói miễn phí thì nó chỉ cho trong 14 ngày thôi. Đấy, đến cái gói có phí thì là các bạn sẽ phải trả phí sau 14 ngày, không nó sẽ khóa dịch vụ. Thì hiện nay nó có rất nhiều các cái dịch vụ mà để hỗ trợ cho hoạt động email marketing, chứ không chỉ bao gồm email. Ví dụ như là chúng ta có thể tạo landing page, chúng ta cũng có thể tạo ra webinar vân vân. Đấy, rồi chúng ta cũng có thể sử dụng các cái chế độ như là auto responder hay là phân tích email vân vân, hay là quản lý, là chúng ta nhìn thấy. Đấy, nó có là rất nhiều nhá, nó có rất nhiều tính năng. Ví dụ như nó chạy quảng cáo đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Webinar, landing page, live chat, web push notification, web builder, tức là tạo cả web luôn. Trước đây thì nó chỉ là một dịch vụ email thôi. Rất là tuyệt vời. Ok, thì đấy là giới thiệu sơ bộ nhá. Vậy thì email là gửi miễn phí, mỗi ngày gửi ít một từ Gmail đi thì nó ít bị rơi vào spam. Tôi vẫn hay nhận được những cái email như vậy. Cái cách làm là chúng ta lên mạng, chúng ta tìm một cái doanh nghiệp, ví dụ các chúng ta muốn chào một cái gói của Mobifone cho một cái doanh nghiệp nào đấy, thì chúng ta sẽ liên hệ dạng a còng info cái gì đó, hay là dạng contact a còng domain gì đó, đúng không? Xong chúng ta soạn email, kính thưa kính gửi, rồi tôi là, rồi tôi có những dịch vụ như này, chúng ta gửi gửi gửi. Rõ ràng là nó miễn phí và cái hiệu quả của nó có thể không cao, nhưng mà nó miễn phí và người ta cũng biết đến bạn, người ta cũng đã đọc. Đấy, và có thể sau này người ta cần đến thì người ta sẽ liên hệ với chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ phải đi tìm khách hàng như vậy. Ok. Rồi, nội dung tiếp theo đó là cái công cụ về web, đúng không? Công cụ về web. Thế thì ở đây thì rất nhiều bạn là người bán hàng thì cũng có thể là cũng muốn làm một cái trang web, nhưng cũng có thể là không. Thế thì bây giờ chúng ta có nên làm một cái trang web hay không? Thì theo tôi thì nên làm, bởi vì website nó là một cái duy nhất, là cái sau này nó là của mình. Fanpage có thể sau này nó chết, người ta không làm nữa, hay Facebook nó có thể không còn hot nữa, đúng không? Hay là TikTok nó không còn hot nữa, thì website nó vẫn là của mình. Thế thì để làm một cái website, bây giờ chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần mua một cái tên miền. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ vào mắt bão, chúng ta sẽ mua một cái tên miền. Đấy, thí dụ như là chúng ta sẽ mua một cái tên miền là Phan Anh Mobifone đi, và giả sử thôi. Chúng ta thấy là vào đây chúng ta tìm cái tên miền là Phan Anh Mobifone. Wow, vẫn còn đúng không ạ? Phan Anh Mobifone.vn vẫn còn. Đấy, hoặc là chúng ta có thể mua .com thì nó sẽ rẻ hơn, đúng không? .com nó chỉ có khoảng 300 ngàn thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy. Vâng, có 239.000. Và nếu mà chúng ta đăng ký 2 năm thì năm đầu tiên là 169.000. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế một cái website. Đấy, ví dụ như là website của thầy như này. Đấy, chúng ta cũng mất vài triệu để thiết kế. Đấy, kiểu kiểu như thế, mất vài triệu. Nhưng quan trọng là sau khi chúng ta thiết kế xong, chúng ta có tên miền, chúng ta có hosting, thì chúng ta phải có bài. Đấy, chúng ta phải có bài ở đây. Đấy, có rất nhiều những cái bài viết chúng ta phải vào đây chúng ta viết để chúng ta có khách hàng, đúng không? Chứ còn nếu mà chúng ta không viết thì chúng ta sẽ không có khách hàng được. Thì hầu hết tất cả những cái bài viết mà ở đây thì đều là do tôi trực tiếp tôi viết hết, chứ tôi cũng không copy của ai mấy đó. Thế sau này thì người ta search cái từ khóa, tìm kiếm cái từ khóa thì nó ra cái trang web của chúng ta, thì chúng ta có khách hàng. Hoặc là chúng ta tìm vào đây giống như vừa nãy chúng ta tìm cái từ về mua sim, đúng không? Thì nó sẽ ra cái trang là Mobifone 3G.net này. Thế thì nó sẽ ra cái trang là Phan Anh Mobifone, thì chúng ta sẽ có tiền, đúng không? Còn ở trên này là quảng cáo, trên này là quảng cáo chúng ta nhìn thấy rồi. Còn đây là SEO. Thì web nó phải đi với SEO, web nó phải đi với quảng cáo tìm kiếm. Thì lúc trước nói về quảng cáo tìm kiếm thì không nói về web, bây giờ nói về web thì phải nói về quảng cáo tìm kiếm, phải nói về SEO, bởi vì ba cái thứ đấy là nó thường đi với nhau. Có người không làm SEO thì chạy quảng cáo luôn, có người là không chạy quảng cáo làm SEO luôn. Còn nếu mà làm web mà không làm SEO, không viết bài thì không cần làm web, bởi vì nó không có tác dụng gì cả nhá. Thì chúng ta có thể đầu tư một cái trang web khoảng khoảng từ 3 đến 5 triệu là được, thậm chí là rẻ hơn cũng có thể làm được.
nếu mà các bạn cần nhá, thì tôi có thể hỗ trợ cho các bạn làm một cái trang web khoảng tầm 3 đến 5 triệu thôi. Đấy, nhưng mà sau đó hàng ngày các bạn đăng bài, đăng bài, đăng bài lên. Thế tự dưng là mình có Facebook fanpage này, mình có TikTok này, TikShop này, mình lại có website này, mình có Instagram này. À, thế thì mình tự dưng là cái bộ công cụ bán hàng của mình nó rất là đa dạng và mình cũng rất là chuyên nghiệp. Đó. Thế thì hàng ngày mình phải viết bài, mình phải học về SEO. Và web thì phải tối ưu cho mobile đúng không ạ? Học về SEO là thế nào? À, trong SEO thì nó có những cái kỹ thuật, ví dụ như là viết tiêu đề, làm hình ảnh, rồi thì mô tả description. Ví dụ như tôi sẽ vào cái này, tôi sẽ làm cho các bạn xem cái bài vừa nãy tôi vừa đăng nhưng mà tôi chưa làm xong đúng không. Ở đây tôi sẽ vào tôi sửa cho các bạn đấy. Ví dụ như ở dưới này các bạn thấy không ạ, đây là bỏ qua hết, chúng ta chưa viết focus vào cái key này đúng không ạ, tư vấn chốt đơn hàng cho spa. Ok, đấy là cái từ khóa. Cái này chúng ta cần phải làm để tốt. Quy tư vấn, quy trình chốt đơn hàng cho spa thẩm mỹ viện, dịch vụ phun xăm thẩm mỹ hiệu quả và tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Ok. Đấy, chúng ta để ý là còn một chút là ok rồi đấy. Thế thì vừa nãy tôi mới đăng lên nhưng mà tôi chưa làm snippet. Chưa làm snippet và chưa đặt ảnh đại diện. Thế bây giờ tôi phải chọn ảnh đại diện lên. Tôi search cái từ khóa về spa. Đây. Tôi chọn từ khóa về spa đúng không? Ok. Có rồi. Chọn xong. Thế bài viết thì đấy, ví dụ như là đây này. Chúng ta phải để tiêu đề 1. Sau đó thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sửa tiếp. Làm tiêu đề 2. Sau đây, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn, các chủ spa, chủ thẩm mỹ viện, đúng không? Rồi, kỹ thuật viên spa, quy trình tư vấn đấy, và chốt đơn hàng trên đi, trên fanpage. Đấy. Cung cấp dịch vụ spa phun xăm thẩm mỹ spa vân vân. Cái này các bạn phải chọn thẻ heading 2 hay còn gọi tiêu đề 2, ví dụ như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến những cái bài, những cái từ khóa đúng không? Ok như này. Sau đó thì các bạn sẽ lại cho tiêu đề 3 thẻ heading. Ok. Kiểu kiểu như thế thì những cái kỹ thuật nhỏ nhỏ như vậy thì người ta gọi nó là chúng ta cần làm SEO. Hay là cái những cái thẻ an ảnh này chúng ta cũng phải xem chúng ta đã đặt những cái ảnh gì vào. Alright. Rồi, tạm tạm thế đúng không? Chúng ta cập nhật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là kỹ năng về SEO là kỹ năng bao gồm kỹ năng viết bài, nghiên cứu từ khóa, viết chủ đề gì, cách viết, tỷ lệ lặp từ khóa. Đấy, rồi thì bôi đen, bôi đỏ, in nghiêng, in đậm, các cái thẻ heading 1, 2, 3, tiêu đề, cái phần link liên kết, rồi thì các cái thông tin khác, rồi thì thẻ meta, thẻ description, rồi thẻ an ảnh vân vân. Những cái đấy chúng ta học khoảng độ 4-5 buổi trong những cái khóa về SEO họ dạy. Đấy, thì là chúng ta biết làm. Đấy, thế thì chúng ta sẽ đăng bài về Mobifone, đăng bài về sản phẩm dịch vụ Mobifone và sau một thời gian thì có thể cái lượng tìm kiếm nó sẽ tốt lên và nó trả kết quả về cho web của chúng ta. Đấy, thế thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một chút như vậy.
về sale nhá. Còn học thì mỗi một công cụ này các bạn sẽ phải học nhiều, chứ tôi không có tiếc, tôi không phải là không muốn chia sẻ, mà vấn đề thời gian nó cũng khá là ít. Ok rồi, tiếp theo là công cụ về Zalo. Đấy, công cụ Zalo thì các bạn cũng sẽ thấy là Zalo hiện nay thì cũng có hai cái nhóm nền tảng chính, đấy là Zalo cá nhân và Zalo Ads. Tức là ngoài ra thì chúng ta cũng có Zalo OA, nhưng mà cái tỷ lệ mà các cái doanh nghiệp sử dụng Zalo OA nó cũng khá là ít. Thế thì cũng tương tự giống như YouTube, thì trang Zalo chúng ta cũng phải xây dựng Zalo cá nhân. Thì chúng ta sẽ tạo Zalo lên, hầu như mọi người đều có Zalo hết rồi, nên là không cần phải hướng dẫn gì thêm cả. Và chúng ta sẽ kết bạn với khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ đăng những bài viết của chúng ta lên trên Zalo như bình thường, đăng các bài viết như bình thường lên. Thế thì chúng ta thường xuyên đăng, nhưng mà cái nội dung đăng như thế nào cho nó hay, cho nó hấp dẫn, và chúng ta khi mà chúng ta làm việc với khách hàng là chúng ta phải kết số điện thoại ngay, lưu số điện thoại và chúng ta kết Zalo ngay, hai cái động tác này chúng ta phải làm cùng một lúc. Và sau đó thì chúng ta sẽ thường xuyên tương tác với khách hàng, thả tim cho khách hàng và đăng bài hay để khách hàng thả tim chúng ta. Zalo thì hiện nay cho phép đăng 3.000 ký tự trên một bài viết và cho phép là có 2.000 bạn kết nối. Thế thì tôi vừa rồi tôi cũng bị kẹt mất là rất là nhiều, bởi vì là tôi có rất nhiều người muốn kết nối trên Zalo nhưng mà hết mất 2.000 bạn rồi. Không biết là sau này họ có tăng lên không. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta cần nhiều nữa thì chúng ta tạo 2-3 sim và vẫn là tài khoản của Phan Anh Mobi chẳng hạn như vậy, nhưng mà chúng ta có 2-3 sim thì chúng ta sẽ nhân lên thành 4.000, 6.000 người bạn và chúng ta log in một lúc vào nhiều tài khoản để chúng ta xử lý. Thế việc xây dựng trang cá nhân thì cũng giống như Facebook, cũng giống như YouTube, là chúng ta cũng cần có ảnh bìa, chúng ta cũng cần có đại diện, chúng ta cũng cần có thông tin, và đặc biệt là chúng ta cần có những cái bài viết thường xuyên cập nhật hay hấp dẫn trên Zalo. Nhưng hãy lưu ý rằng trên Zalo chúng ta không thể đăng như Facebook, bởi vì nó chỉ cho phép chúng ta có 3.000 ký tự thôi. Cũng tương đối là nhiều đấy, nhưng mà Facebook thì chúng ta có thể copy paste cả một cái bài rất là dài, nhưng Zalo thì chỉ 3.000 ký tự cả khoảng trắng. Đấy. Và tôi cho rằng Zalo là một kênh đang rất là hiệu quả, và các bạn có thể tạo ra các Zalo nhóm. Zalo nhóm hiện nay cho phép khoảng 1.000 người. Đấy, thì chúng ta có thể cần những cái phần mềm để chúng ta tạo ra các hội nhóm và chúng ta đưa những người phù hợp vào và chúng ta sinh hoạt trong hội nhóm Zalo bây giờ đang rất là hiệu quả. Đưa khách hàng vào chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên Zalo đang tương đối là hiệu quả. Đấy. Nó tương tác với nhau và link với nhau thông qua một cái số điện thoại, và thường là chúng ta đã biết nhau rồi. Và cuối cùng đấy là chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trên Zalo. Thế thì chạy quảng cáo trên Zalo thì cũng tương tự với các cái thứ khác, thì chúng ta cũng sẽ phải vào địa chỉ as.zalo.me như thế này, và sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của chúng ta. Các bạn thấy ở đây là tôi vẫn còn tiền này, còn gần 4 triệu tiền quảng cáo. Cũng phải nói thật là quảng cáo của Zalo thì nó thực sự không hiệu quả lắm, công cụ quảng cáo của nó không tốt như như Facebook, như Google. Thế nhưng mà cũng là một cái kênh mà tốt để các bạn quan tâm, chạy nó cũng cũng nhất là nó chạy được hiển thị rất nhiều, nó chạy được hiển thị rất nhiều các bạn. Hôm trước tôi có chạy đây thì từ chối. Có chiến dịch tôi đã chạy thành công, mà có mấy chiến dịch tôi đã chạy thành công, tôi chạy từ 5 triệu xuống còn có 3 triệu 8. Tháng này thì không rồi. Chạy Zalo nó kém hiệu quả lắm. Nó tương đối là kém hiệu quả. Thì các bạn có thể thấy là đây là những cái công cụ mà các bạn có thể chạy tìm kiếm hàng tiềm năng, lưu lượng truy cập, tiếp cận, tương tác, gửi tin nhắn và gửi tin nhắn trực tiếp trên Zalo. Cái này cũng rất là hay và các bạn nên làm. Chạy video lượt xem người ta hiển thị cũng rất là ok. Vấn đề duy nhất là tỷ lệ tiếp cận quảng cáo của Zalo nó thấp hơn của Facebook thôi. Thì tôi cho rằng là các bạn nên làm, và nếu mà các bạn muốn chạy thì tôi cũng sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn
và tôi có thể chạy cho các bạn. Đây, tài khoản có sẵn hết rồi. Các bạn tạo ra Zalo OA của mình và các bạn viết bài trên đó, các bạn đăng là ok. Alright. Rồi. Đây là hai cái công cụ, hai cái nền tảng tốt của Zalo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo ra Zalo OA, đúng không? Zalo OA để các bạn đăng bài. Zalo OA thì các bạn vào địa chỉ Zalo OA. Tạo Zalo OA thì bây giờ chúng ta phải 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 sau khi tạo xong lại là chúng ta phải xác minh doanh nghiệp. Còn nếu mà không xác minh doanh nghiệp là nó sẽ xóa. Thí dụ như là tôi sẽ tạo ra cái Zalo của tôi là công ty truyền thông đào tạo, có không ạ? Rồi. PA Marketing. Tạm thế đi cho nhanh. Rồi, địa chỉ Hà Nội. Nam Từ Liêm. Ảnh đại diện mình đưa lên, ảnh bìa mình đưa lên. Marketing Logo. Sau đó thì chúng ta sẽ phải xác minh nha. Đây, tôi sẽ tìm sau. Ok, ta tạm stop mà video bài học này tại đây. Để hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.